Dĩ nhiên là có rồi, bởi vì quanh năm có 12 tháng, chúng ta đã dành 11 tháng để lao lực với công việc. Vậy thì chúng ta hãy dành những điều yêu thương và tốt đẹp nhất dành cho tháng còn lại là tháng gia đình. Chắc chắn rồi, tôi sẽ về nhà, bởi vì đã quá lâu rồi tôi chưa được về nhà ăn Tết cùng ba mẹ tôi. Về nhà thôi. Có, tại vì tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng mà trong đêm tôi chỉ một nơi để quay về, đó là nhà. Đương nhiên rồi, tới này mình sẽ về, bởi vì nơi đó còn có nhà và có những người mà mình yêu thương nữa. Lần qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dừng dừng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời. Lần nào mẹ cố gắng hỏi, Tết này về không con? Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được thấy chờ về. Năm nay hơn 25 mà lòng còn nhiều mộng mơ, vẫn lon toan nơi xa và bao khát khao đang chờ. Từ ngày đôi chân còn nhiều bơ ngỡ, giờ cũng bớt dại khờ. Đi qua bao năm nhiều điều chẳng còn như xưa, lo toan tương lai nhiều khi chẳng mong tiếc nữa. Chỉ cần nơi xa còn người mong con, thì con luôn hứa sẽ về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Đôi khi con lỡ quên đi, vài năm nữa mẹ ba sẽ già, mà con cứ mãi vội vàng, chẳng biết con gặp mấy lần. Dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Bởi con hiểu Tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Bởi con hiểu Tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà. Chúc mừng năm mới.